Xin chào mọi người nhé. Hôm nay chúng tôi thiết kế được cái món thịt trâu này. Trời mặc dù nắng cứ chang chang, bà con nhìn nắng chói chang này. Nhưng mà cái món thịt trâu này ăn luộc ăn nó mát. Và cái thịt trâu hôm nay tôi luộc gồm có phải cho một tí tương bần mới về đợt mình làm tí gừng rồi nhé. Nếu mà luộc thế này thì rất là thơm lắm, ăn thì chất rất lượng. Và ăn nó mát, cái này ai cũng thích ăn, ai cũng ăn được, rất là nghiện. Bây giờ cái thịt trâu này tươi lên nhưng mình ngửi nó mùi rất đã thơm rồi. Vâng, đây là bà con xem là ngon lắm rồi này. Đấy, đấy, ngon chưa? Trâu. Vâng, cái món thịt trâu này đã chín rồi nhá, luộc chín tới rất là thơm và ngon đấy. Bây giờ chúng tôi sẽ thái ra xong là đánh chén thế này. Đây, các bác nào có thích ăn thịt trâu thì hưởng ứng nhá, cái món thịt trâu nhá. Trâu luộc. Thịt trâu luộc, tương bần, tỏi. Rồi mình luộc cái tí giấm nữa.